Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa cái nồi cơm điện Super. Đây là một loại nồi cơm điện tử ha, loại nồi cơm new. Thì nó có hiện tượng là mình cấp điện vào á, thì cái mạch điện tử nó vẫn chạy. Tuy nhiên các chức năng nấu á, thì không thực hiện được do nó cái mâm nhiệt ở trong á, nó không có nóng á. Đó nè, cái đèn báo nè, tất cả chức năng nha. Mình nấu á, mình để hoài thì nó vẫn không có nóng nha. Thì cái mâm nhiệt bên trong á, nó không. Đây là cái lồng nồi nè. Đó, cái phần mâm nhiệt đây nó ôm sát cái phần lồng niêu, thì mình nấu hoài á, nó không nóng. Sau đây mình tiến hành mình mở ra mình sửa chữa ha. Các bạn mở ra thì mở bốn ốc phía dưới đít của cái nồi cơm điện. Mấy cái lỗ này nè là lỗ của ốc ha, mình mở ra hết. Nói chung á, các bạn hiểu được cái nguyên lý này á, thì các bạn sửa mấy cái nồi cơm điện điện tử này cũng dễ ha. Nó như cái những cái nồi cơm cơ truyền thống. Tuy nhiên cái này á, nó có nhiều chức năng hơn vì nó dùng mạch điện tử á, và tất cả các chức năng á, đều lập trình sẵn cho trên cái bảng điều khiển. Còn sau khi mình mở ốc ra, mở cái phần đáy nồi, ở đây là cái dây nguồn 220V đi vào ha. Thì chúng ta quan sát á, ở đây nó nối một dây 220V AC á, nó sẽ đi vào một phần của mâm nhiệt ha. Còn cái mâm nhiệt còn lại á, ở vị trí này thì nó sẽ nhờ một cái mạch điện tử. Chúng ta quan sát ở đây nè, đây là phần mạch điều khiển của nó nè. Thì nó thông qua một cái con relay này nó điều khiển ha. Ở đây có hai vị trí, cái gì trắng này nè nó sẽ nối vào cái mâm nhiệt, và cái gì đỏ này á là một dây của dây nguồn AC 220V đi vào. Có nghĩa là cái mâm nhiệt này á muốn hoạt động á, nó phải cấp nguồn 220V AC ha. Tuy nhiên nó sẽ được do cái con relay này nè, khi mà nó hoạt động bình thường nó là cái tiếp điểm của nó là tiếp điểm thường mở ha. Khi mà có xung đi vào á thì nó đi qua cuộn dây á, là nó sẽ hít, thì cái tiếp điểm bên trong cái relay này nè đóng lại ha, nó làm cho hai cái đầu này nè, cái dây trắng và dây đỏ của mình á, nó nối thông với nhau. Thì tương đương của nó nè, thì vị dây trắng á nó sẽ đi vào cái mâm, có nghĩa là cái dây trắng này chính là cái dây đỏ này ha, chính là cái dây nguồn 220V AC đi vào. Thì tiếp theo đây á, mình sẽ mở cái bo mạch luôn ha. Ở đây chúng ta quan sát nè, cái phần dây của nó là dây trắng dây đỏ là 220V AC ha. Rồi cái dây này là cái dây mình tạm gọi là dây chung, dây sẽ nối vào cái một đầu của mâm nhiệt. Cái dây này là dây bus ha, dây đi vào CPU ở phía trên. Các bạn tắp lò bạn bảng led ở trên. Đây là
sensor. Sensor các bạn nhìn quan sát nè, nó đi vào phía trước của cái nắp nồi. Còn đây là cái sensor ha, sensor thứ hai. Nó đi xuống cái phần đáy của nồi ha. Đây mình sẽ tháo socket ra. Ở đây ốc á, mình mở ra luôn nha. Để tháo bo ra để mình giới thiệu một số linh kiện cho các bạn thấy. Nói chung sửa này cũng khá dễ. Đây, mình lấy phần bo mạch ra. Còn socket đó mình gỡ ra ha. Đây là socket dài á, mình lắc đây, mình rút ra thôi. Đó. Rồi đây là cái bo mạch driver của nó, mình tạm lại gọi mạch driver ha. Thì cái này á, nó được điều khiển từ CPU á, CPU xuất ra thì thông qua một số con linh kiện á, nó sẽ làm cho con relay hoạt động. Để cho dễ và cái cách mà mình tiến hành mình sửa chữa thì mình sẽ nói về một cái sơ đồ khối của nó ha. Bên trong của cái nồi cơm điện tử Subo này nè, tình trạng nồi á là có điện vào ha, nhưng mà nó không nóng ha, có nghĩa là mâm nhiệt của mình nó không hoạt động. Thì cái sơ đồ khối cái này mình vẽ sơ sơ thôi nha, tại vì mình chưa có ghi chi tiêu vẽ chi tiết á, từng các đường, từng các điện mức điện áp á. Thì đây nè, mình có hai cái phần mà sensor là cảm biến nắp nồi và đáy nồi, nhưng nãy mình nói á, nó nằm trên cái ball driver này nè. Rồi, ở đây nó sẽ đưa vào cái con vi xử lý ha. Còn ở đây á, nó có trên cái phần menu của cái mạch ở trên phía trước này nè. Tất cả các phím chức năng á, là thì đây nó được lập trình sẵn với các chức năng như nấu, hầm, tùm lum đó. Nói chung là nhiều chức năng. Nó được cái nhờ bộ nhớ ha. Nó sẽ thì mình bấm cái nút nè, cái bấm á, mình chọn cái chức năng nào á thì dữ liệu á nó sẽ đưa vào CPU nào, nó vào bộ nhớ, nó đã xuất cái thông tin ra ha. Là như chẳng hạn như nấu trong vòng bao nhiêu phút á, rồi set up cái thời gian bao nhiêu lâu á. Thì cái bộ nhớ và CPU nó giao tiếp với nhau. Bàn phím này là phím bấm cơ chứ không phải phím cảm ứng nha. Còn cái phần mà hiển thị á, nó đưa ra cái màn hình LED 7 đoạn LCD. LED 7 đoạn ở phía trước. Rồi, đây là phần logic của nó. Phần nguồn á, ở khối nguồn ở đây á, nó sẽ, mình không nói về cái AC 220V đi vào ha. Mình sẽ nói cái con IC chính của nó là IC xung á, IC nguồn xung. Là nó dùng con OB223SP. Đây, vị trí của con IC này trên mặt á, đó là con này nè. Khi mà xảy ra hiện tượng mất nguồn á, thì các bạn kiểm tra cho mình cái con này nha. Con IC OB223. Còn đây là cái con cục chỉ ống nè. Cái con này đĩa ngõ vào ha, 220V đó, để bảo vệ. Rồi, trong mặt đó nó sẽ có một cái con IC ổn áp 7805. Đây là con IC ổn áp ha. Thì nó sẽ cấp nguồn ra 5V dương, cấp cho con xử lý CPU. Nó đưa qua cái đường bus ở đây nè, đường cấp nguồn cho nó và nó thông lên cái phần bo mạch. Ở cái bảng túp lô phía trước. Đây là phần này ha.
đó mình nói sơ qua cái một khối nguồn như vậy. Còn cái phần mà Reaper của nó thì cái con vi xử lý này sẽ điều khiển ha, nó sẽ đưa cái phần xung nó ra, được kích bằng cái con chain store. Như ở trên mạch này á, mình thấy nè, các bạn quan sát là cái đây là cái đường bớt của nó ha. Rồi nó đưa qua cái con chain store, con này là Q101 ha, nó ký hiệu trên bo mạch đó. Nè, một Q101. Thì con này á, nó sẽ đóng ngắt cái rờ le. Rờ le này là xanh du ha. Đây là rờ le 4 chân. Cái mã của nó là 112DM. Thì nó làm cho cái cuộn dây á, bên trong cái rờ le này nè, thì tín hiệu điều khiển từ CPU nè, nó sẽ qua con chain store Q101 này, và nó làm cho cái cuộn dây này hoạt động ha. Khi mà cuộn dây hoạt động á, thì nó làm cho hai cái đít tiếp điểm lúc đầu á, cái relay của mình á là tiếp điểm thường mở ha. Nè, lúc đầu á nó hở mạch ha, khi mà nó hoạt động á thì cái tiếp điểm này đóng lại nè. Nó làm cho cái dây trắng của mình á, dây trắng dây đỏ nối chung với nhau. Có nghĩa là cái mâm nhiệt của mình á, nó cấp nguồn AC 220V đi vào ha. Thì lúc đó cái mâm nhiệt của mình á, nó mới nóng. Thì đây là cái nguyên lý hoạt động của nó ha. Nói chung các bạn nhìn sơ vào cái sơ đồ khối này á, các bạn có thể xác định được cái phần nào mình cần sửa chữa. Thì tiếp theo đây á, mình sẽ trình bày một số cái vấn đề mà để mà mình kiểm tra sửa chữa được cái điện tử này. Thì thứ nhất á, các bạn kiểm tra cho mình đó cái tổng chở hai chân sensor ha, là cảm biến của nắp nồi và đáy nồi. Cái phần thứ hai á, mình kiểm tra cái tổng chở mâm nhiệt á. Cái trường hợp này á, cái mâm nhiệt này ít khi bị hư lắm, mà hiếm khi bị hư lắm. Rồi cái phần thứ ba á, là mình đo cái mức điện áp AC 220V đi vào cái mâm nhiệt khi mà bật một chức năng nấu bất kỳ. Có nghĩa là mình làm cho cái nồi này á, bấm nút á, nó hoạt động, nó nấu ha. Trong trường hợp mà nếu mà không có điện áp ra, có nghĩa là rờ le xanh du 112DM của mình á, nó bị hư cái tiếp điểm bên trong nè. Ở trong đây nè, có tiếp điểm á, có thể là nó bị dơ tiếp xúc ha, hoặc là không tiếp điểm, không có hoạt động được á, thì nó sẽ làm cho hai cái chân của cái dây trắng dây đỏ ở đây nè, nó không tiếp xúc với nhau ha. Thì tất nhiên á, là không có cái nguồn 220V cấp cho cái mâm nhiệt á, nên mâm nhiệt nó không hoạt động ha. Ở đây các bạn kiểm tra xong thì các bạn trong hợp mà không có thấy cái điện áp 220V vào mâm nhiệt á, thì mình thay thế con relay xanh du này. Mình sẽ tiến hành mình kiểm tra hai cái tổng chở của cảm biến nắp nồi và đáy nồi trước nha. Như lúc đầu á, mình đã tháo đây nè, cảm biến của đáy nồi ha, còn cái nắp nồi á ở đây. Thì để kiểm tra tổng chở thì mình dễ thôi, mình sẽ dùng một cái đồng hồ số đi, chuyển năng đo ohm. Ở đây mình sẽ tháo rời cái socket của cảm biến, từ cảm biến 1 ha. Ở đây là cái cảm biến của nắp nồi á. Rồi các bạn chích dây cho mình, nhớ bật vào cái thang đo ohm ha. Đó, như ở đây á, mình đo được là cái giá trị là khoảng 33,5 kilo ohm ha, là cái sensor này ok, nó không bị đứt ha. Tiếp theo á, mình sẽ đo cái con cảm biến đáy nồi á. Mình bật cái chiếc đo năng đo tổng chở à. Đó, các bạn xem nè, mình đo được cái giá trị là 33,8 ha, 33,7 kilo ohm.
ok ha. Vậy là hai cái con sensor này á, nó tốt và cái tổng trở của nó xấp xỉ bằng nhau ha. Rồi tiếp theo các bạn, mình nói là cái trường hợp này tổng trở của âm nhiệt á rất hiếm khi bị hư ha. Thì trong trường hợp này á, mình cũng đo thử coi để đề phòng thôi. Đây là cái mâm nhiệt của nó nè. Ở đây á, mình có thể đo trực tiếp, tại vì cái chân dây trắng này nè, cái dây đỏ của mình á, đây là mấy cái tiếp điểm thường hở ha, thì lúc đầu nó sẽ hở mạch, nó không có nối chung với nhau á, thì mình đo trực tiếp luôn. Đó, mình không cần phải tháo dây đâu. Rồi ở đây cái tổng trở của mâm nhiệt á là khoảng 64,9 ohm, có nghĩa là 65 ohm ha, là ok, là cái mâm nhiệt của mình á nó không bị đứt ha. Rồi cái bước thứ ba của mình á là mình đo cái điện áp AC 200V đi vào mâm nhiệt khi mà bật một chức năng nấu bất kỳ ha. Đó, mình sẽ chuyển vào cái thang đo 220V xoay chiều. Rồi mình sẽ kết nối lại cái bo mạch của nó nè, cái phần mà cảm biến á, sensor mình gắn lại hết ha. Các bạn ráp y như cũ. Gắn cái phần dây bớt của CPU lại. Đó, mình cắm nguồn AC nó vào. Đó, các bạn nghe tít cái là nghe CPU nó hoạt động ha. Rồi ở đây mình có thể mình set up. Đó, như ở đây nè. Các bạn bật chế độ nấu nhanh đi. Rồi, start, khởi động, bắt đầu. Đó, cho nó quay ha. Ok, cho nó chạy đi. Các bạn nhớ để lồng nồi vô trong nha. Lồng nồi vô trong cái phần tiếp xúc với mâm, cho sao cho nó tiếp xúc với mâm nhiệt á, và ấn xuống nha. Rồi để xem coi nó có giữ ấm không. Rồi mình ở đây mình sẽ đo cái điện áp 20V. Đây là nhớ chuyển về cái thang đo xoay chiều ha. Đó, các bạn thấy không? Nếu bình thường á thì hai cái ngõ ra của cái mâm nhiệt này nè, khi mà nó hoạt động á là cái điện phải có cái điện áp khoảng tầm 220V đi vào ha. Còn đây mình đo được 0 ohm luôn ha. Có nghĩa là một chân á nó bị đứt. Đó là cái chân đỏ chân trắng á, nó không nối chung với nhau. Thì chính xác ở đây á là do cái con Rle nè, Senju. Cái con này á nó bị hư ha. Nó không hoạt động á, nó làm cho cái hai tiếp điện và cái chân này á nó không có tiếp xúc với nhau ha. Nó không cấp nguồn cho cái mâm nhiệt hoạt động được. Thì đối với những trường hợp này á, các bạn thay thế cho mình cái con Rle Senju 112DM. Con này hư à, con này chết. Chính xác á là mấy cái tiếp điểm của cái con Rle này nè, nó không đóng á. Có thể nó dơ tiếp điểm hoặc là nó cháy tiếp điểm bên trong á, nó làm cho hai cái chân ngõ ra của Rle này nè nó không hoạt động ha, không có thông mạch với nhau. Đây, đó, sửa chữa mà cái trường hợp những cái đầu kim điện tử trên thị trường á
nó có điện vào nhưng không nóng á, thì cái cách thức mà để sửa chữa thì các bạn cũng làm y hệt như vậy cho mình các bạn. Nào mình nói sơ qua cái phần sơ đồ khối và các bước để mà các bạn tiến hành các bạn sửa chữa. Mình đã loại trừ cái hộp mà không có đường tín hiệu từ CPU ra, chẳng hạn như cái trường hợp mà bị chuột cắn á, đứt dây bớt cái dây này nè. Trong trường nước hoặc là bị chuột giang hay kiến cắn á, nó đứt dây này á, nó không có đường vô cái phần mà Chestor để mà kích cho cái con rele này á, thì các bạn kiểm tra kỹ lại ha, đối với những trường hợp mà vô nước hoặc bị côn trùng cắn á. Còn đối với trường hợp mà bo đẹp nè, các bạn nhìn thấy không bị lỗi làm gì á, thì các bạn xác định cho mình, kiểm tra rele cho mình ha, và thay thế rele là các bạn chắc chắn sửa được cái trường hợp mà cái nồi cơm điện tử Super này á có điện vào nhưng không nóng ha. Tại vì khi mình cắm điện vào á, nó cấp tích một cái là có nghĩa là mạch nguồn chạy nè, CPU chạy nè, là chỉ còn cái phần driver thôi. Driver ở đây á, là cái đó là còn kích xung nó ra bằng Chestor để đưa qua con rele, cái đó là chỗ này cái cuộn dây của trong bên trong rele ha. Còn đây là hai cái tiếp điểm của nó, bình thường là tiếp điểm thường hở ha, khi mà nó chạy rele chạy á, cuộn dây nè nó hít cái là tiếp điểm nó đóng lại ha, thì nó sẽ cấp nguồn cho hai cái một chân của ôm nhiệt, nó giống như một cái giống như cái công tắc điện của mình á, công tắc bóng đèn của mình á. Thì các bạn có thể áp dụng sửa cho tất cả các loại cơm điện có trên thị trường ha, mà nó gặp trường hợp mà có điện vào nhưng không nóng. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.